Để nói về cái lĩnh vực tài chính trong bất động sản thì thực chất đến một cái câu chuyện là nó cực kỳ cấp thiết mà chúng tôi bây giờ, đặc biệt tôi bây giờ là dân Tây Mơ, mình học ngày xưa là dân kỹ thuật, còn như gọi là quan võ đó, thì gần như cái tài chính là mình không rõ được nhiều. Thì khi đấy cái tài chính nó một cái trong nó mở, khi vào tham gia lớp tài chính này thì nó mở cho mình rất nhiều vấn đề, và đặc biệt là trong bất động sản. Với trong cái bất động sản với cái tài chính này thì mình qua cái lớp tài chính này mình biết là ngoài cái chuyện mà áp dụng bất động sản thì mình có thể áp dụng rất nhiều lĩnh vực khác, và có thể là giúp cho, đặc biệt trong nơi mình thấy đây là một cái mà có thể giúp cho làm cái ít nhất trong gia đình mình, cho con cái mình, cho anh em bạn bè mình, là cái cực kỳ tuyệt vời trong tài chính, tại vì trước đây gần như là không có hết. Đấy, thì cái này là một cái mở ra một cái tầm nhìn lớn lắm. Cảm ơn Dũng Nguyễn rất nhiều về đã đưa được một cái khóa học tuyệt vời này. Mình rất ấn tượng cái chuyện làm lại kép quá tuyệt vời luôn. Nó là đúng là kỳ quan thứ 6 của nhân loại. Thực sự là rất là nhiều kiến thức bổ ích. Và cái phần mình tâm đắc nhất đó chính là phần chơi game cash flow này, và phần kiến thức về lãi suất kép. Thì trong cái phần mà mình chơi game cash flow thì thực sự mình thấy nó đúng như là gọi là cái phòng rat race, phòng chuột chạy đấy. Thì nó đúng như là y như bên ngoài đời sống của mình, là cũng đi làm, cũng nhận lương rồi, là cũng mua những tiêu sản. Tức là mình không có một chút hiểu biết gì về tài chính cả. Và để mà thoát ra được cái khỏi trò chơi đấy thì cũng giống như cách là mình đi đầu tư cũng vậy, cũng cần rất nhiều kiến thức này, rồi đội nhóm, rồi là những sự hỗ trợ của những người xung quanh thì mình có thể chiến thắng được trò chơi đấy. Và cái phần thứ hai là về phần lãi suất kép thì mình mới hiểu ra rằng là trước giờ mình làm, mình đi đầu tư một khoản rồi mình chờ đợi cho nó tăng giá thì thực sự đấy không phải là một cách đầu tư khôn ngoan. Khi mà biết áp dụng được lãi suất kép này vào thì vừa rút ngắn được cái thời gian đầu tư này, cũng như là làm cho cái tổng tài sản của mình nó nhân lên được rất nhiều trong thời gian ngắn. Những cái buổi học thì của thầy đem lại cho người học viên là thứ nhất là rất khối lượng về kiến thức rất là rộng lớn. Thứ hai là về góc độ truyền đạt thì tôi, về bản thân tôi thấy rất là dễ hiểu. Những kiến thức đấy thì tuy rằng là có thể là trước đây tôi đã được nghe, có thể có những cái hành động đã được làm, nhưng mà để mà giải thích nó thì chỉ thầy đem lại cho một cái cảm xúc khác đấy, và người được lắng nghe ngược thì nó tiếp xúc và nó được giải tỏa ra tất cả những cái mà mình thắc mắc trước đây và đặt câu hỏi mà chưa ai trả lời được. Bây giờ đến với lớp học của thầy đã được giải đáp rất nhiều, và hy vọng rằng nếu mà đồng hành cùng với thầy, tôi hy vọng rằng sẽ có những cái kiến thức cũng như là về cách đầu tư của mình sẽ về cơ bản và bài bản hơn và hiệu quả hơn rất nhiều.